Tất cả bà con, thì trong cái video này tôi nói về cái việc mà công an Long An tung ra cái thông tin là coi như là điều tra loạn luân, các báo chí rồi này kia kìa nó đang rùng trời. Rồi bây giờ có kết quả giám định ADN rồi, rồi chờ mãi ngày này qua ngày khác vẫn không thấy công bố là có loạn luân hay không. Vậy thì có hay không? Đó, có hay không? Câu hỏi đặt ra. Rồi trước hết, trước khi đi vào mổ xẻ cái câu chuyện của công an Long An thì tôi chúc cho mọi người mọi sự an lành bình yên, còn xã hội thì không dám chúc, bởi vì thấy nó lu sù bu nhiều cái chuyện. Ngay như cái chuyện ở Thiền Am đây cũng rất lu sù bu, rồi để dẫn tới Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xếp Việt Nam vào những cái nước mà cần theo dõi về cái vấn đề là tôn trọng cái tự do tín ngưỡng, đem đến những cái ảnh hưởng rất xấu cho Việt Nam. Ai sẽ chịu trách nhiệm đó? Chịu trách nhiệm về vấn đề này. Tôi nghĩ đây là một câu hỏi lớn, nhưng mà nó ngoài phạm vi cái video này. Chẳng qua tôi chỉ đá qua một chút như vậy thôi. Rồi tôi sẽ có dịp tôi sẽ trở lại vấn đề này sau. Rồi thì bây giờ tôi mở một cái bài báo để cho bà con xem lại nhé. Cái bài báo này đăng trên báo Vietnamnet vào ngày 7 tháng 1 năm 2022. Nhưng tôi tin rằng có nhiều bài còn đăng còn sớm hơn nữa. Công an điều tra chuyện loạn luân tại tỉnh Thất Bồng Lai. Ha. Nè. Có nhiều tố giác về những chuyện xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai, hay có tên khác là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Trong đó có chuyện loạn luân. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An vẫn đang tập trung lấy lời khai đối với nhiều người sinh sống tại tỉnh Thất Bồng Lai, hay có tên khác là Thiền Am bên bờ vũ trụ, tại ấp Lập Thần, huyện Đức Hòa, vân vân. Ha. Công an thủ lý nhiều đơn tố cáo với nhiều nội dung khác nhau. Ha. Tôi tin rằng còn nhiều bài còn trước mấy bài này nữa cũng đều thông tin về việc công an điều tra loạn luân. Đây là công an cung cấp nha bà con. Công an cung cấp đấy. Để tôi tìm thêm một cái tài liệu nào khác coi xem. Chờ chút xíu nha. Có lẽ là có, nhưng mà tôi phải dùng cái cụm từ khác mà điều mà để mà Google nó hơi mất công. Giờ tôi tạm lấy cái thời điểm mùng 7 tháng 1 đi, 2022 đi ha. Tính đến nay là bao lâu? 1 năm 2 tháng. Công bố tin là điều tra loạn luân. Nha. 5 2 tháng. Đến nay chả thấy tăm hơi gì cả. Rồi bây giờ tôi mở tiếp là cái bài này. Công bố kết quả. Ha. Quả giám định cuối tháng 10. Cho nó đầu tháng 11 đi. Bây giờ là bao nhiêu? Tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2. 1, 2, 3, 4 tháng. Hơn 4 tháng, nhiều lấy 4 tháng. 4 tháng. Có kết quả giám định rồi. Còn 1 năm 2 tháng công bố điều tra loạn luân ở Thiền Am. Và 4 tháng công bố có kết quả giám định ADN ở Thiền Am. Vậy thì các ông công an Long An có câu trả lời nào thì đưa ra cho dân biết. Nếu chưa đưa được thì cũng nói hiện nay chưa đưa được vì còn các cái xét nghiệm ABCD, giám định ABCD.
chứ đừng có để cái tình trạng lững lờ như vậy. Bây giờ tròn 4 tháng, tròn 5 tháng tôi sẽ làm lại tiếp video này ha. Tròn 6 tháng tôi sẽ làm tiếp ha. Cứ làm như thế đây. Có kết quả giám định rồi. Mà luật quy định thế nào? Luật quy định khi các ông không còn lý do để tạm đình chỉ nữa thì các ông phải ra một trong hai quyết định: không khởi tố vụ án hoặc khởi tố vụ án. Vậy thì các ông còn lý do gì để chưa ra cái quyết định đó? Thì các ông phải nói, chứ các ông đừng im lặng. Các ông im lặng thì cũng được thôi, nhưng dân người ta nhìn vào các ông, người ta coi các ông ra gì. À, không có thể là chạy, coi như là cho nó là kết thúc một cách không trồng, không kèn, không trống là như thế. Trong khi đó khởi đầu thì là khua chiêng, gõ trống, cung cấp cho báo này, cung cấp cho báo kia. À, bây giờ công an Long An đang điều tra loạn luân tại tỉnh thất Bồng Lai. Đấy. Công an Long An đang là nhận nhiều đơn thư tố cáo lắm. Đấy. Đang là coi như là mời những người liên quan lên để làm việc. Đấy. Rồi. Thời gian trôi đi, trôi đi. Tháng này hết, qua tháng kia, qua tháng nọ. Chả thấy là coi như là cái loạn luân bóng dáng đâu cả. Đấy. Bây giờ tôi thử hỏi ông giám đốc công an Long An, nếu người nhà của ông bị là như thế. Đấy. Người nhà của ông ví dụ như ở một tỉnh khác đi, tỉnh Đồng Tháp đi. Đấy. Ông công, ông chú ruột, ông bác ruột chỉ ở Đồng Tháp đi, bị công an Đồng Tháp thông tin là bây giờ điều tra về tội loạn luân của ông, của ông già Nguyễn Văn A, 80 tuổi. Thế rồi ngày này qua ngày nọ, một năm hai tháng, không biết, không thấy, không có thông tin gì cả. Thì ông giám đốc công an tỉnh Long An, ông có chịu được không, hay ông lồng lộn lên? Ông đấu tranh cho bằng được. Đấy. Cho thân nhân là của ông. Tôi hỏi ông là như thế, ông trả lời đi. Đấy. Tuyên bố là ghê gớm lắm, dữ dằn lắm. Đấy. Chúng tôi đang lấy lời khai và chúng tôi đang mời lên để làm việc. Chúng tôi nhận rất nhiều đơn thư. Đấy. Vân vân. Rồi chúng tôi đang gửi đi giám định. Khi có kết quả giám định thì chúng tôi sẽ là coi như khởi tố, vân vân. Rồi khi có kết quả rồi thì các ông bảo là gì? Đã có kết quả rồi, đã có căn cứ để xem xét khởi tố. Thế vậy sao không khởi tố đi? Còn nếu không khởi tố vì không đủ cơ sở thì cũng phải nói. Khởi tố nếu có đủ cơ sở thì các ông phải khởi tố, bởi vì cái này là cái tội danh mà đã được ghi rõ ở trong bộ luật hình sự, tội loạn luân. Không có hà cớ gì, không có lý do gì mà có loạn luân mà các ông là không khởi tố. Nếu các ông không khởi tố, các ông sẽ bỏ lọt tội phạm. Và đến phiên người ta khởi tố các ông. À, còn nếu không có cơ sở để nói rằng loạn luân thì các ông cũng nói một tiếng. Tôi không biết rằng các ông chờ cái gì, nhưng còn theo tôi, suy nghĩ thông thường của tôi ấy,
có giám định ADN rồi thì biết rõ biết trắng, nó khởi tố cái rụp liền, quá biết đấy chứ, làm gì mà không biết, xét nghiệm ADN mà thời này thời đấy, thằng nó con của bà kia là mẹ của thằng nó, vân vân, dễ lắm, rất dễ, chả có vấn đề gì cả. Vậy thì ông giám đốc công an Long An, ông trả lời đi. À, chứ ông đừng để là như thế. Người dân, người ta sẽ xì xào, người ta sẽ đặt câu hỏi. À, và tôi nói thật, đối với cái thời đại này, cái giai đoạn này, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông xem xét mọi cái ngóc ngách soi rọi những cái mà trắng đen cả. Đấy. Chứ đừng có đùa, nhìn vậy thôi. Coi cái vụ Việt Á đi. Nhìn vậy thôi, lần lặng ông xách cổ ra hết. Ông nào làm sai là cứ xách cổ ra hết. Đấy. Chứ đừng có đùa. Tôi chưa nói các ông sai nha, mà tôi nói các ông rằng là phải công bố, không được lặng lặng. Nhưng còn tôi không biết ở trong đó là kết quả giám định là như thế nào, tôi không biết, do đó tôi cũng chẳng biết là sai hay đúng. Nhưng cái sai về mặt không công bố thông tin, lặng lặng, có kết quả giám định hơn 4 tháng rồi, các ông cũng chẳng nói chẳng rằng là gì cả. Đấy. Còn nếu đợi cái kết quả khác thì phải cho báo chí biết. À, chúng tôi đang đợi kết quả giám định gen nữa, của 3-4 người gì đó nữa. Đấy. Chứ các ông đừng coi thường công luận, đừng coi thường người dân. Không có một ông cán bộ nào, một cơ quan chức năng nào mà coi thường người dân ở bất kỳ cái thể chế nào mà tồn tại lâu đâu. Nếu có ý thức coi thường người dân. Đây. Chỉ có tôn trọng người dân, tôn trọng những cái lẽ phải, lẽ công bằng thì mới tồn tại được thôi. Tôi nói thật ra là như vậy. À. Thật, cứ tin tôi đi, tin đi. Tuyên bố điều tra rồi 12 tháng cộng thêm tức là 1 năm cộng thêm 12 cộng thêm 2 tháng nữa, chả thấy tâm hơi tâm dạng gì. Xét nghiệm gen có kết quả hơn 4 tháng cũng chả thấy tâm hơi tâm dạng gì, chả hiểu là nó như thế nào cả. Đấy. Chả hiểu mấy ông công an Long An là làm ăn là như thế nào, tôi cũng chịu thua luôn. Đấy. Nếu mà có cái cơ chế cho phép kiện công cơ quan công quyền ra tòa như là ở Mỹ thì tôi sẽ đích danh đứng đơn kiện, khởi kiện công an Long An ra tòa, yêu cầu phải công bố thông tin có hay không có vụ loạn luân ở Tịnh Thất Bồng Lai. À, tiếc rằng nó không có cái cơ chế đó, do đó tôi mới làm cái YouTube đây. Thế còn có là tôi kiện các ông ra tòa ngay, chắc luôn. Đấy. Vô lý lắm. Chả có ai lẳng lặng đến 4 tháng rồi mà có kết quả giám định rồi. Mà khi các ông công bố kết quả giám định thì các ông nói, đây là tôi lật lại lấy chỗ này. Lật lại chỗ này. Đây. Đây.
Đây. Rồi còn bày đặt với cái chuyện mà không hợp tác đó ông Lê Tùng Vân rồi để nhận kết quả giám định. Nhận hay không nhận cái điều đó đâu có gì quan trọng. Đây. Các ông nói rõ ràng nha. Các ông nói nha. Kết quả giám định ADN của C09 Bộ Công an là một căn cứ rất quan trọng để ngành chức năng tỉnh Long An tiến hành các giai đoạn tố tụng tiếp theo trong quá trình xử lý tin báo tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và loạn luân đối với nhóm người tại tỉnh Thất Bồng Lai do bị cáo Lê Tùng Vân cầm đầu. Rồi giai đoạn tố tụng là giai đoạn gì? 4 tháng rồi im ru bà rú. Ủa? Giai đoạn gì đấy? Có những cái bài báo còn viết cách khác kìa. Không phải viết là căn cứ rất quan trọng đâu, mà viết là đủ cơ sở nha để xem xét khởi tố hay không khởi tố cái tội loạn luân nha, còn viết kiểu đó nữa đó đấy đó. Vụ loạn luân thì là nó là như thế. Rồi bây giờ tiếp theo gửi thông tin điều tra ông luật sư Lâm thì để chờ coi vấn đề nó như thế nào. À đó, rồi bà con chúng ta cũng phải chờ đợi thôi. Cứ một tháng tôi lên clip một lần, tôi nhắc lại vấn đề này, hay là nửa tháng tôi lên lần đi, một tháng lâu lắm, nửa tháng một lần đi. Rồi ai chưa đăng ký kênh của tôi thì xin đăng ký dùng. Một lần nữa xin chúc cho bà con một ngày an lành bình an. Xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả bà con. Xin hẹn gặp lại bà con trong video sau nha. Xin bye bye tất cả mọi người.